Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng em nhìn điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Pogba chia sẻ quãng thời gian khó khăn tại MU. Eric Bailly dọa rời MU nếu vẫn ít được ra sân. Kante và Pogba như sinh ra là để dành cho nhau. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Pogba gián tiếp nói xấu MU. Paul Pogba đang có phong độ thất thường ở mùa giải này. Anh chỉ đá chính một trong 4 trận gần nhất của MU. Tương lai của Pogba tại sân Old Trafford sẽ còn trở nên khó khăn hơn khi có sự xuất hiện của tiền vệ đang chơi rất bùng nổ Van de Beek. Trong buổi phỏng vấn mới đây, khi đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia, Pogba đã lần đầu tiên lên tiếng về mùa giải khó khăn của mình. Tôi chưa bao giờ trải qua giai đoạn khó khăn như thế này trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đội tuyển Pháp là một tập thể tuyệt vời và bầu không khí ở đây thật trong lành. Deschamps mới đây cũng đã lên tiếng bênh vực cho Pogba. Theo ông, việc Pogba sa sút phong độ là do bầu không khí tiêu cực ở MU. Giống như tất cả các cầu thủ có tình hình câu lạc bộ không khả quan, họ cũng bị ảnh hưởng về mặt tinh thần. Tôi biết Pogba đủ rõ, điều đó có thể xảy ra ở một giai đoạn nhất định. Hiện tại ở MU, Nemanja Matic và John Mata cũng được cho là những lựa chọn ưu tiên trước Pogba. Tuy nhiên, Nevin lại cho rằng Pogba xứng đáng được đá chính và nếu MU muốn thành công, HLV Solskjaer phải sử dụng cầu thủ này nhiều hơn trong tương lai. Để MU vô địch giải đấu, để thành công, để chơi theo phong cách bóng đá mà Ole muốn họ chơi thì Pogba phải được ra sân. Ông ấy phải sử dụng một trong ba cầu thủ Matic, Fred hoặc McTominay và sau đó để Pogba và Fernandes đá cặp với nhau. Bailly dọa rời MU nếu vẫn ít được ra sân. Sau khi gia hạn cách đây 2 năm, hợp đồng của Bailly với MU có hiệu lực tới mùa hè năm 2022. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, hậu vệ người bờ biển Nga có quyền tự do đàm phán với các đội bóng khác. Khi ấy, nếu không muốn mất trắng Bailly, MU cần mời anh một hợp đồng mới. Nhưng chuyện hợp đồng mới lúc này là điều cuối cùng mà Bailly nghĩ đến. Cầu thủ 26 tuổi mới được ra sân 4 lần trên mọi chiến tuyến kể từ đầu mùa và tất cả đều từ băng ghế dự bị với tổng cộng 97 phút. Bất chấp việc MU có những giai đoạn khủng hoảng trung vệ, HLV Solskjaer dường như vẫn quên mất rằng ông đang có một trung vệ mang tên Bailly trong đội hình. Mùa trước, Bailly cũng chỉ ra sân vỏn vẹn 12 trận cho Quỷ Đỏ. Vì thế, hậu vệ này bắt đầu cảm thấy cạn hy vọng cạnh tranh vị trí tại sân Old Trafford. Phát biểu với báo chí, giám đốc công ty đại diện của Bailly, ông Graziano Battistini tuyên bố: "Tôi tin Bailly vẫn là giải pháp tốt cho hàng phòng ngự MU, nhưng anh ấy lại không được thi đấu. Nếu điều này vẫn không thay đổi, Bailly sẽ phải xem xét lại tương lai của mình." Hiện có tin, Milan đang quan tâm đến Bailly và có thể giải cứu trung vệ này khỏi cảnh ngồi chơi sơi nước ở Old Trafford. Kante nói, tôi thích chơi bóng cạnh Pogba. Vừa qua, Golo Kante đã thi đấu chói sáng khi ghi bàn duy nhất giúp tuyển Pháp đá bại Bồ Đào Nha 1-0 để giành tấm vé vào chơi vòng bán kết Nations League năm nay. Trận này, Kante đã có màn phối hợp rất ăn ý với Paul Pogba ở tuyến giữa tuyển Pháp. Đáng chú ý, Kante và Pogba có vẻ như sinh ra là để dành cho nhau. Thống kê chỉ ra rằng cả hai đã cùng nhau ra sân 26 trận cho tuyển Pháp, giành được tới 29 thắng, 6 hòa. Điều đó cho thấy Kante và Pogba thực sự hỗ trợ khá tốt cho đối phương. Được biết, Man United đã dành sự quan tâm đặc biệt tới Kante trong bối cảnh tiền vệ này không có mối quan hệ tốt với HLV Lampard tại Chelsea. Và với chia sẻ mới nhất từ Kante, có lẽ Man United cần sớm liên hệ chiêu mộ ngôi sao này. Cụ thể, Kante trả lời phỏng vấn trên kênh TF1 rằng: "Pogba dính chấn thương một thời gian và đã lâu rồi chúng tôi không chơi cùng nhau. Chúng tôi nhớ kỳ World Cup mà chúng tôi đã sát cánh bên nhau. Tôi rất thích đá cạnh Pogba. Trên sân cỏ, chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình và của cả đội. Chúng tôi đã đạt được đẳng cấp mà chúng tôi cần có. Sẽ có nhiều sự kỳ vọng thời gian tới, nhưng chúng tôi là một đội bóng tuyệt vời." MU tính bưng cả Van der Sar và Overmars của Ajax. Theo Miro, MU đang theo dõi tình hình của bộ đôi Van der Sar và Mark Overmars của Ajax. Lý do trong phát biểu gần đây, Overmars, James giám đốc bóng đá Ajax, tiết lộ mong muốn được thực hiện thử thách mới trong tương lai gần bên cạnh người đồng nghiệp, huyền thoại MU, Van der Sar đang làm giám đốc điều hành Ajax. Nguồn trên cho hay, Overmars sẽ đáp ứng các tiêu chí của MU cho vị trí sẽ chịu trách nhiệm thay đổi mô hình tuyển dụng lỗi thời của Quỷ Đỏ. MU công khai tìm kiếm một giám đốc bóng đá trong 3 mùa giải qua, sau những chỉ trích liên tiếp vào câu lạc bộ cũng như phó chủ tịch Ed Woodward bởi hàng loạt bản hợp đồng hứa gây thất vọng lớn. Overmars chơi cho Arsenal từ năm 1997 đến 2000, đã có 8 năm cùng Ajax xây dựng và nuôi dưỡng chính sách đáng nể của họ trên thị trường chuyển nhượng, cũng như hệ thống đào tạo trẻ nổi tiếng của câu lạc bộ. Mason Greenwood có động thái bất ngờ trước áp lực quá lớn ở MU. Từng thi đấu rất bùng nổ mùa trước, nhưng Greenwood đang phần nào đánh mất chính mình. Thậm chí báo chí loan tin Greenwood đang hoàn toàn mất tập trung vào bóng đá.
Có thể thấy, tài năng trẻ này đang gặp khủng hoảng trầm trọng thời gian qua. Hồi đầu mùa, Greenwood phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề khi dẫn gái về khách sạn trong lúc làm nhiệm vụ cùng tuyển Anh. Mọi thứ càng tồi tệ hơn nữa khi tờ Mirror loan tin. Ban lãnh đạo MU lo sợ sự nghiệp của Greenwood đang tiến triển theo chiều hướng xấu như Raven Morrison trước kia. Tuy nhiên, để đáp lại một cách tế nhị trước những đồn đoán liên tục xung quanh mình, Greenwood đã có hành động khá thiết thực. Cụ thể, tài năng trẻ này đã đăng tải một bức ảnh chụp cùng toàn đội Man United ôm nhau trong lúc ăn mừng. Động thái cho thấy Greenwood có phản ứng khá tích cực trước những sự chỉ trích. Đồng thời, tại Man United, Greenwood luôn nhận được sự che chở và bao bọc của đội bóng. Rõ ràng, cả đội cũng đang đồng hành cùng Greenwood vào thời điểm này. Hãy hy vọng Greenwood sẽ sớm trở lại là chính mình với những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Arsenal, Liverpool tranh giành mục tiêu 62 triệu bảng với MU. Nuno Mendes có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trái. Chứng kiến những màn trình diễn của chàng trai người Bồ Đào Nha, nhiều đội bóng lớn tại châu Âu đang cảm thấy sốt sắng. Trong đó, MU đã bắt đầu lên kế hoạch hành động. Tại Old Trafford, huấn luyện viên Solskjaer đang cần một cái tên để thay thế Laxor, người thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trong khi khả năng thích nghi của Alex Telles vẫn còn để lại nhiều nghi vấn. Theo Record, ban đầu, mức phí giải phóng hợp đồng của Nuno Mendes chỉ là 40 triệu bảng. Tuy nhiên, mới đây các bên đã thống nhất tăng khoản phí này lên thành 62 triệu bảng. Đây là điều khoản phá vỡ hợp đồng cao thứ hai trong lịch sử Sporting Lisbon, chỉ sau Bruno Fernandes. 62 triệu bảng dành cho một cầu thủ mới 18 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp là một khoản phí điên rồ. Vậy nên, Manchester United đang cảm thấy lo lắng. Mới đây, The Sun còn cung cấp thêm một thông tin sẽ khiến Red Devin cảm thấy bất an. Cụ thể, Arsenal và Liverpool đã sẵn sàng nhảy vào cuộc đua tranh giành chữ ký của Nuno Mendes. Ai sẽ đá hậu vệ trái cho MU nếu Telles phải nghỉ thi đấu? Hậu vệ trái Alex Telles của MU đã được chẩn đoán dương tính với Covid-19 và nếu trong những lần kiểm tra tiếp theo vẫn không có kết quả khả quan, quy đỏ sẽ phải chấp nhận mất thêm hậu vệ người Brazil trong vòng khoảng thời gian ít nhất là 2 tuần. Với việc Laxor đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dài hạn, vị trí hậu vệ cánh trái của MU đang thực sự bị khủng hoảng và những ai có thể có đủ khả năng để đảm nhận nhiệm vụ này. Đầu tiên là Brandon Williams. Đây có thể nói là sự lựa chọn tối ưu nhất của ban lãnh đạo MU trong thời gian hai cái tên chủ chốt vắng mặt. Đơn giản là Williams đã từng nhiều lần được thi đấu cho đội hình chính của Quỷ Đỏ ở mùa giải trước bên cạnh Laxor. Williams đã từng có một cuộc cạnh tranh song phẳng với người đàn anh trước khi phải nhường lại suất đá chính cho Laxor ở quãng thời gian cuối mùa giải. Cầu thủ này có thừa kinh nghiệm thi đấu cho đội 1 của MU, ngay cả ở những đấu trường hàng đầu như Premier League hay Cúp châu Âu. Vậy nên rất có thể ngay lập tức ở trận đấu tới gặp West Brom, huấn luyện viên Solskjaer sẽ sử dụng Williams ở phía hành lang cánh trái của Quỷ Đỏ. Thứ hai là Ethan Laet. Thời điểm này là lúc không thể tốt hơn để huấn luyện viên Solskjaer đưa ra những sự thử nghiệm cho đội 1 bởi giai đoạn Giáng sinh và năm mới đang đến gần. Ethan Laet có thể vẫn là một cái tên có phần mới lạ với các fan của Quỷ Đỏ, thế nhưng anh là một cái tên rất tài năng của lò đào tạo trẻ MU. Hậu vệ này sở hữu khả năng tạt bóng tốt và có thể sẽ mang đến một làn gió mới cho khả năng tấn công biên của Quỷ Đỏ nếu như được sử dụng trong đội hình chính thức. Cầu thủ sinh năm 2001 sẽ là một sự thay thế xứng đáng cho Alex Telles, một người cũng được cực kỳ xuất sắc ở khả năng tạt bóng và kiến tạo từ hai biên. Một vấn đề nhỏ về Ethan Laet chính là anh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chính thức ở các giải đấu lớn như Premier League hay xa hơn là Cúp châu Âu. Thứ ba là Marcos Rojo. Từng rất gần với việc chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford những phiên chợ vừa qua, thế nhưng cuối cùng Rojo vẫn ở lại với MU và anh đang rất khát khao để có lần tiếp theo ra sân thi đấu cho đội bóng giàu truyền thống nhất giải đấu ngoại hạng Anh. Rojo là một cầu thủ thuận chân trái và không có gì phải quan ngại khi để anh ra thi đấu ở phía vị trí mà Laxor đang chấn giữ. Tuy nhiên, thể lực cũng như cảm giác bóng của Rojo đang là một điều mà huấn luyện viên Solskjaer phải cân nhắc, bất chấp cuối mùa giải trước, Rojo vẫn được thi đấu chuyên nghiệp dưới dạng cho mượn. Sự bổ sung mang tên Rojo sẽ là một phương án cực chẳng đã mà MU phải sử dụng khi anh sẽ không mang nhiều lợi ích về mặt chuyên môn, có chăng là kinh nghiệm thi đấu nhiều mùa giải qua. Và cuối cùng là Timothy Fosu-Mensa. Hậu vệ người Hà Lan cũng là một người hoàn toàn có thể được lựa chọn. Sở trường là thi đấu ở vị trí hành lang cánh phải và trung vệ, nhưng Fosu-Mensa cũng chẳng gặp nhiều trở ngại nếu phải thi đấu lệch cánh. Được phát hiện dưới thời huấn luyện viên Luis Van Gaal, Fosu-Mensa sau nhiều mùa bóng được đem cho mượn, giờ đây đã đủ cứng cáp để trở lại thi đấu cho đội 1 của Quỷ Đỏ. Hậu vệ trẻ này có sở trường là những pha nước rút thần tốc và đây là một điểm rất khác biệt so với Laxor. Khả năng tấn công ở biên của MU chắc chắn sẽ được cải thiện, cùng với đó sẽ là những pha bọc lót cho đồng đội cũng sẽ được thực hiện thường xuyên hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.